Xin chào Châu. Dạ, em chào anh Thơ Quang, chào tất cả mọi người trên diễn đàn. Thì em muốn chia sẻ một chút. Thì chúng ta cũng biết là theo cái thông tin thì có cái ông được gọi là cố vấn cấp cao của ngoại trưởng của đất nước thứ ba này sắp thăm Việt Nam và bàn về vấn đề an ninh và nhân quyền. Thế thì chúng ta thấy rồi, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất rõ rồi, vấn đề nhân quyền thì không phải riêng đến bây giờ mà qua nhiều năm, cái tổ chức nhân quyền người ta thường xuyên có những cái kết luận, đưa ra những cái thông tin nó không chính xác về đất nước chúng ta, và không riêng gì đất nước chúng ta cả mà tất cả những cái nước khác mà có thể là về đối lập về quan điểm chính trị hoặc là có một cái gì đó nó không 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 đạt theo cái ý nguyện của một nước lớn, thì ngay lập tức các anh sẽ đưa vấn đề nhân quyền vào trong đó. Và nó thể hiện rất rõ ở các nước Trung Đông, nào là vấn đề nhân quyền này, độc tài này, vân vân cả. Thì cứ ai mà không đồng quan điểm hoặc không nghe theo sự sắp xếp của cái nước lớn, cụ thể ở đây đến nước thứ ba đó, thì ngay lập tức các anh vin vào những cái cớ đó để các anh can thiệp quân sự một cách nó trắng trợn, xâm lược một đất nước có độc lập chủ quyền, thì chúng ta đã thấy rồi. Và với chỉ một cái lọ rất nhỏ thôi, không cần phải ai một tổ chức hay một nhà khoa học nào kiểm chứng đó là vũ khí hóa học thật hay không, đúng không ạ? Thế nhưng người ta mang ra trước một cộng đồng quốc tế thì chúng ta thấy được là gì? Đó là cái tiếng nói của nước lớn. Đồng thời chúng ta khẳng định là một góc độ, đó là một cái tổ chức, đúng không ạ? Tổ chức quyền lực của thế giới hiện nay được sinh ra là để bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới, nhưng lại bị một cái lọ rất nhỏ đó dắt mũi anh theo một cái cuộc chiến và đẩy người dân ở cái đất nước đang có độc lập chủ quyền rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, và chỉ với bằng một lời xin lỗi, đúng không ạ? Rất là đơn giản, rất là đơn giản, bằng một lời xin lỗi thôi. Thế thử hỏi, đúng không ạ, những nước khác mà xảy ra vấn đề đó thì các anh sẽ như thế nào? Đấy, các anh nhìn nhận góc độ như thế nào? Thì dĩ nhiên các anh đối với những cái nước mà các anh tôn sùng, các anh tôn thờ đấy, thì người ta làm đúng hay làm sai các anh cũng không ủng hộ, cũng 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 đồng tình. Và cái đồng tình, cái ủng hộ đó, nó là cái đồng tình ủng hộ một cách nó mù quáng và có thể nói là thiếu hiểu biết và thiếu nhận thức. Đấy là em cứ cứ nói theo quan điểm của em thôi, còn cái góc độ Đúng rồi. người các anh suy nghĩ như thế nào đó là việc của các anh ấy. Đấy, và chúng ta thấy được cái việc đó nó qua nhiều vấn đề. Thì nếu mà nói về nhân quyền, đúng không ạ, thì ngay cả Việt Nam chúng ta thôi thì cũng không phải nói đâu xa cả, đã trực tiếp, đúng không ạ, trực tiếp là cái quân đội của cái nước thứ ba này, người ta đã tàn sát hàng triệu người vô tội ở Việt Nam, bất kể đó là cái cháu bé sơ sinh hay là phụ nữ hay là người già, thì cũng đều bị binh lính của Mỹ sát hại cả. Và cái thảm sát Mỹ Lai để lại ngày hôm nay đó là một cái minh chứng rõ ràng nhất, đúng không ạ? Rồi là gì? Đó là sự ảnh hưởng của cái chất độc màu da cam này, rồi là của bom mìn sót lại. Và sau chiến tranh, chúng ta đã sau 47 năm nay rồi, thế nhưng mà cái hậu quả chiến tranh để lại thì vẫn còn hiện hữu ở đất nước Việt Nam, đó là hậu quả di truyền, đúng không ạ, di chứng của chất độc màu da cam để lại cho các thế hệ Việt Nam đến ngày hôm nay, với những người sinh ra bị khuyết tật, đúng, hay bị những cái vấn đề mà nó thiếu sót trên cơ thể, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy đó, rất rất nhiều người bị như vậy. Và sau đó là gì? Đó là bom mìn còn sót lại, thì những người dân vô tội của người Việt Nam khi người ta đi làm công việc đồng đồng ruộng hoặc là làm những cái việc mà trồng trọt, thì người ta đã bị bom mìn nổ gây ra những cái thương tích, đúng không ạ, để lại những cái di chứng trên cơ thể rất rõ ràng. Thì chúng ta thấy được cái góc độ đó, thì nhân quyền ở đâu, đúng không ạ, cho người dân Việt Nam giai đoạn đó, và Đúng có rồi. cái tổ chức nào nhân quyền lên tiếng hay không. Đấy, thì chúng ta cũng có thể thấy được cái góc độ này. Và đồng thời nữa là gì? Cái góc độ thứ hai đó là cái chiến tranh Iraq năm 2003 đến 2010, lợi dụng vào cái vấn đề là một cái lọ rất nhỏ như vậy, thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đã gọi đó là chiến dịch đất nước Iraq tự do, đúng không ạ? Thì chúng ta đã chứng kiến thêm một cuộc chiến nữa mà Mỹ đã đưa quân vào Iraq, đấy, cùng với đồng minh. Thế thì lại tiếp tục tạo ra một cái cuộc chiến mà làm cho người dân ở đây có thể nói là bị nhà tan cửa nát, hàng trăm nghìn, đúng không ạ, thậm chí hàng triệu sinh mạng vô tội đã Chào đổ em Việt. xuống, đúng không ạ, đã mất đi vì bom đạn của Mỹ và đồng minh. Thì nhân quyền ở đâu, đúng không ạ, thì nhân quyền ở đâu? Và cái đặc biệt nhất nó là gì? Chúng ta nhớ cái nhà tù Guantanamo,
Đúng ạ. Cái nhà tù Guantanamo này của Mỹ đấy, thì đã là nơi giam giữ của những cái nghi can được cho rằng là nhắm vào khủng bố ở nước Mỹ. Thế nhưng mà những tù nhân này thì chưa bị xét xử gì cả và đã bị rò rỉ lên trên mạng internet, đúng không ạ? À, lên các truyền kênh truyền thông nhà nước có, đúng không ạ? Và các cái kênh YouTube có. Đó là cái việc tra tấn tù nhân một cách nó dã man, xâm hại tình dục vân vân cả. Thì cái đó thì nó tự do nhân quyền ở đâu? Và cái nhà tù Hỏa Lò của chúng ta hiện nay còn di tích để lại, đúng không ạ? Những người, những nhân chứng sống đang còn đã bị tra tấn một cách dã man mà để lại những cái di chứng thế ngày hôm nay, thì cái đó nhân quyền ở chỗ nào, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn nhận, chúng ta sẽ thấy, thì ở góc độ nào đi chăng nữa thì chúng ta nhìn nhận thêm hiện nay thì hàng năm ngay tại ở Mỹ, đúng không ạ, ngay tại ở Mỹ thì cái việc nổ súng diễn ra thường xuyên, và cảnh sát Mỹ là những người trực tiếp đấy, hàng năm cũng đưa ra những cái thống kê có là chưa đầy đủ thôi, nhưng mà cũng đã khoảng có một nghìn, đúng không ạ, trên dưới 1.000 người dân chưa qua xét xử, chưa qua một cái cơ quan nào, tòa án nào xét xử cả, thế nhưng cũng bị cảnh sát tình nghi thôi, mới là tình nghi thôi, chưa đầy đủ rõ ràng, thế nhưng cũng đã bị cảnh sát sử dụng súng để tiêu diệt. Thì với lý do, đúng không ạ, nước Mỹ đưa ra, đó là đảm bảo an ninh cho nước Mỹ. Đấy, thì chúng ta thấy được cái góc độ nào, nhân quyền như thế nào. Và cái tình trạng vô gia cư hay là thất nghiệp ở Mỹ hiện nay có con số thống kê của các bang rất cụ thể, chúng ta có thể tìm hiểu trên Internet. Thì cái góc độ đó thì nó nhân quyền ở đâu? Đúng không ạ? Nhân quyền ở đâu? Thì chúng ta tổng hợp lại cái góc độ này thì chúng ta thấy được là cái chiêu bài tự do dân chủ nhân quyền đã được Mỹ và các nước phương Tây thường xuyên sử dụng để can thiệp một cách trắng trợn vào vào nội bộ các nước. Đúng Và rồi. tới đây, đúng không ạ? Và tới đây theo chương trình là có thể ông cố vấn cấp cao này, ông sẽ còn tiếp xúc với những cái nhà dân chủ ở trong nước ủng hộ Ukraine, đúng không ạ? Chúng ta thấy nó một cách rõ ràng thôi. Đó là các anh ấy đã từng vinh danh những cái tội phạm ở Việt Nam. Thế nhưng mà tại sao các anh không đưa những cái người đó, những cái tấm gương đó, các anh cho rằng đó là những tấm gương cần phải được vinh danh, cần phải được học hỏi. Sao các anh không mang về Mỹ các anh vinh gì, anh sử dụng những người đó, đúng không ạ, để làm tấm gương cho người dân Mỹ đi, mà tại sao các anh lại cứ can thiệp vào những cái công việc nội bộ các nước khác? Đó, chúng ta có thể thấy được, đúng không ạ, thấy được rất rõ ràng thôi. Và cái tự do nữa, đó là Edward Snowden đấy, bây giờ là chạy mất dép luôn, mất tất cả, đúng không ạ, trốn chui trốn nhủi để có thể hưởng được một cái cuộc sống nó bình an. Nếu như các anh tốt đẹp như vậy thì tại sao lại có những người khi người ta lên tiếng, đúng không ạ, người ta lên tiếng và các anh cho rằng đó là ảnh hưởng đến an ninh của nước Mỹ, thì những cái thành phần chống đối nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó cũng là những cái thành phần ảnh hưởng đến an ninh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và bị chế tài của pháp luật nước Việt Nam xử lý nó hết sức là bình thường. Đó, thì chúng ta có thể thấy được là cái áp lực, đúng không ạ, cái chi phối của các cái nước lớn nhằm lôi kéo đồng minh. Nếu như các anh lôi kéo không được thì các anh ngay lập tức các anh sử dụng các cái chiêu trò để các anh can thiệp vào các cái nước, có thể là bằng biện pháp là gây áp lực về mặt kinh tế, ví dụ như cấm vận hay này kia, hoặc là cao hơn thì đó là các anh sử dụng lực lượng quân sự. Đấy, lực lượng quân sự các anh tấn công vào một quốc gia có độc lập chủ quyền, và bất kỳ một quốc gia nào khi không đồng quan điểm với các anh thì các anh cho rằng cái nước đó là độc tài, đúng không ạ, và lãnh đạo nước đó là độc tài và vi phạm nhân quyền. Thì cái bài này chúng ta thấy rất rõ rồi, và cái tổ chức nhân quyền ở Mỹ đấy, đến một người dân như em có thể tìm hiểu biết được những cái sự tình ở Mỹ thì không lý do gì người ta không biết. Thế nhưng mà chưa bao giờ người ta đưa bất kỳ một cái thông tin nào về cái nhân quyền ở Mỹ để chúng ta có thể tham khảo xem người ta đánh giá khách quan hay không. Đấy, thì cái đó là cái góc độ mà em muốn chia sẻ thêm để mọi người cùng thêm những cái thông tin, rồi anh em chúng ta cùng chia sẻ để chúng ta thấy được cái góc độ tự do, dân chủ, nhân quyền mà người ta luôn lợi dụng vào đó để người ta can thiệp cũng như là gây khó dễ cho Việt Nam chúng ta. Đấy là cái góc độ mà ngày hôm nay em muốn chia sẻ, cái góc độ thứ hai.
Cái góc độ thứ ba là hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 4, bắt đầu cái tháng, ngày đầu tiên của tháng, thì có thể nói là cũng chuẩn bị tròn 47 năm chúng ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thì cái việc, đúng ạ, cái việc mà toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước, đó là tâm nguyện, đúng ạ, tâm nguyện, và có thể nói là cái sự hy sinh của bao nhiêu thế hệ và tâm nguyện của những người con dân Việt Nam luôn mong muốn cho đất nước chúng ta trải qua những cái cuộc chiến, đạt được những cái mong ước, đó là một đất nước tự do, hòa bình và phát triển. Thì đến ngày hôm nay đó là một điều đáng mừng. Thế nhưng mà các anh ở bên kia thế giới, các anh một bộ phận rất nhỏ thôi, thì các anh cũng tổ chức những các cái diễn đàn, thì em cũng vô tình thôi cũng nghe được, thì chúng ta thấy được là các anh gọi và chúng ta là văn hóa rừng rú. Thế nhưng ngược lại là chúng ta chưa bao giờ, đúng không ạ, mặc dù chúng ta không đồng quan điểm, nó có sự khác nhau, đúng không ạ, thế nhưng mà chúng ta cũng chưa bao giờ lôi những cái người đã từng là lãnh đạo của các anh, cái chính quyền Sài Gòn đó ra để chúng ta miệt thị hay bôi Đúng xấu rồi. hay là gọi là thằng này thằng kia cả. Thế nhưng mà Chính ngược xác. lại, các anh ở bên kia thế giới thì với cái thế hệ các anh sinh ra thì so với anh em mình thì cũng cũng không hơn nhau là mấy đâu, thì cũng chả biết gì về cái giai đoạn đó nó như thế nào. Thế nhưng bằng một cách nào đó, với cái lòng hận thù, đúng không ạ, thì các anh luôn đưa các lãnh đạo Việt Nam qua các thời kỳ ra, các anh chế giễu, các anh gọi là những cái người lãnh tụ của quốc gia, là người này thằng kia, đúng không ạ, thì chúng ta có thể thấy được cái đó là cái văn hóa và cái văn minh của các anh ấy, trải qua 47 năm tại xứ người, tiếp thu những cái nền tinh hoa văn hóa của nhân loại, và các anh đưa ra những cái thông tin như vậy, thì chúng ta có thể đánh giá được cái tầm, đúng không ạ, cái tầm văn hóa của các anh ở mức nào đó, thì chúng ta có thể thấy được là sắp tới đây thì dĩ nhiên là chúng ta lại có những cái ngày kỷ niệm tri ân những anh hùng thương binh liệt sĩ đã hy sinh để mà giải phóng đất nước, đồng thời là những cái thể hiện được cái vui mừng, đúng không ạ, cái đoàn kết của người dân Việt Nam, kỷ niệm ngày chiến thắng, ngày thống nhất đất nước là như thế nào. Thì chắc chắn là qua các kênh thông tin thì chúng ta đều sẽ biết thôi, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hồ Gươm ở Hà Nội chẳng hạn, sẽ có rất đông những cái chương trình văn hóa, văn nghệ, rồi là các cái buổi biểu diễn để mà kỷ niệm những ngày này. Thì bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy được cái mặt đối lập của các anh ở bên kia thế giới với những nền văn hóa, đó là gì, đó là chửi đấy, chửi và tiếp tục chửi. Thậm chí ngày hôm đó có khả năng em dự đoán nó sẽ rất nhiều các cái diễn đàn cho các kênh của anh bên kia thế giới càng lên, các anh đưa ra những cái thông tin nó thiếu chính xác, đồng thời là sẽ chửi, thậm chí là miệt thị lãnh đạo chúng ta. Thì qua đó để Kiếm chúng lý ta do để thấy được chửi, kiếm lý do để nó lắm, chửi. thì chúng ta có thể thấy được cái tầm văn hóa đó nó ở mức nào, thì qua đó chúng ta có thể so sánh đối chiếu, đúng không ạ, so sánh đối chiếu và nhìn nó một cách nó sâu rộng, một khách quan. Đối với những người không đồng quan điểm với các anh ấy thì các anh chửi như vậy, thế thử hỏi nếu như các anh ấy mà là những người lãnh đạo ở đất nước Việt Nam và các anh đưa ra quan điểm trái chiều thì các anh sẽ bị xử lý như thế nào đấy. Mới là quan điểm thôi nhé, mới quan điểm là không không thống nhất với nhau thôi mà các anh đã miệt thị, đúng không ạ, các anh đã như thế rồi, thì thử hỏi nếu như chúng ta cùng trong một môi trường sống thì các anh sẽ có những cái bước hành xử như thế nào, thì chúng ta có thể hiểu được cái hậu quả nó là như vậy. Thế nên là em cảm thấy rất là may mắn đối với cá nhân em, đó là chúng ta không trải qua một cái giai đoạn mà theo như các anh mong muốn, chứ nếu như mà chúng ta trải qua thì không biết là hậu quả nó sẽ nặng nề như thế nào. Đó là cái góc độ mà em chia sẻ. Thì dĩ nhiên là cái góc độ thứ ba này thì chúng ta cũng không phải là để dành, thế nhưng mà chúng ta cũng bắt đầu có những cái niềm phấn khởi và hân hoan, nhưng mà dĩ nhiên vào những ngày mà cụ thể thì chúng ta sẽ có những cái nội dung cụ thể và những cái thiết thực hơn để chúng ta có thể cùng ngồi lại với nhau để có những cái ngày kỷ niệm nó tuyệt vời của đất nước. Đó là em xin chia sẻ những cái nội dung như vậy. Xin cảm ơn anh và mọi người đã lắng nghe. Ok Trung, có một cái trong câu chuyện của Trung mình thấy có một điểm ra rất tức cười ở cái đoạn này này Trung à. Như Trung nói và mà chúng ta cũng thừa biết đúng không, đó là gì, một vị cố vấn gì đúng không Trung, cố vấn gì đó đến Việt Nam để nói chuyện về dân chủ nhân quyền của Ukraine, thì mình thấy hơi lạ, mà có cái gì đó
nó gọi là sao ta, nó không có chính ngạch, gọi là đường chính thống. Bởi vì sao, chúng ta có thể hiểu nôm na là vì sao lại có cái cuộc đến này, đúng không? Có nghĩa rằng là do Việt Nam chúng ta là các vị lãnh đạo đã bỏ phiếu trắng, đúng không? Bỏ phiếu trắng thì họ tới, thì có thể họ tới vì cái lý do gì đó liên quan tới vấn đề này. Mắc cười là cái gì, cái chuyện bỏ phiếu nào trắng thuật chống gì đó là quyền cá nhân của các quốc gia, đúng không? Chung công nhận không? Mà hà cớ gì anh lại tới, anh lại bàn về cái chuyện, mang cái chuyện đó mang ra để anh bàn, đúng không? Mà trong khi á, anh là người luôn rêu rao lên toàn cầu, anh là người là tôn trọng quyền là tự do, dân chủ, nhân quyền của các quốc gia khác, đúng không? Đó. Chung thấy tức cười ở cái điểm đó Thì cái rõ việc ràng này chưa? thì anh em chúng ta cũng có thể hiểu này. Ví dụ như mới đây nhất thôi thì anh cũng biết là Mỹ và các nước đồng minh EU đúng không ạ, đã đồng loạt đưa ra các cái lệnh cấm vận, đặc biệt là không nhập khẩu dầu từ Nga chẳng hạn. Thế nhưng mà chúng ta có thể nhìn nhận lại qua các cái thông tin đúng không ạ, thì các nước nào thực hiện thì không có biết, chúng ta cũng không, em cũng không tìm hiểu lắm đâu. Thế nhưng chúng ta có thể thấy được là sau lệnh cấm vận đó thì cái lượng nhập khẩu dầu của Mỹ từ Nga nó lại còn tăng lên 43% nữa. Nó có ngược không ạ? Nó rất là ngược. Và đồng thời cái việc bỏ phiếu của Việt Nam chúng ta tại Liên Hợp Quốc cũng vậy. Nó không khác gì Mỹ bỏ phiếu cả. Thậm chí cái lá phiếu của Mỹ nó còn quyền lực hơn Việt Nam rất nhiều. Đó là gì? Nếu như Mỹ mà bỏ phiếu chống á, thì cái nghị quyết đó nó không có tác dụng gì cả. Cụ thể như vấn đề cấm vận Cuba, đúng không ạ? Thì gần như 100% các nước đều ủng hộ và lên án cái việc Mỹ cấm vận Cuba. Thế nhưng chỉ Mỹ và một hai đồng minh nữa bỏ phiếu, đó là gì? Bỏ phiếu chống. Thì cái nghị quyết đó đâu có tác dụng gì đâu, và Việt Nam à, Cuba vẫn bị cấm vận đến ngày hôm nay. Thì chúng ta có thể thấy được cái việc đó nó rất là vô lý. Còn cái vấn đề Ukraine, đúng không ạ? Cái vấn đề Ukraine thì nó thuộc về thẩm quyền. Đó là gì? Cái lá phiếu đó là đại diện cho dân tộc, đại diện cho lợi ích cốt lõi của quốc gia dân tộc và là của đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam. Chúng tôi không ủng hộ bên nào trong cuộc chiến, đúng không ạ? Đó là cái việc rất rõ ràng. Bây giờ các anh ủng hộ bên nào thì đó cũng là việc cổ súy cho cuộc chiến. Giống như cái việc các anh bỏ phiếu mà để tạo gọi là về vấn đề nhân đạo Ukraine cũng vậy, đúng không ạ? Cái nước mà người ta đang tham chiến thì người ta lại ủng hộ vấn đề đó. Thế nhưng các anh luôn kêu gọi cho Ukraine, thế nhưng mà bỏ phiếu thì các anh lại không đồng ý. Đó là những cái mà chúng ta có thể thấy rất là trái chiều và rất là vô lý đối với cái việc mà nước Mỹ người ta nói ra. Người ta nói một đằng nhưng người ta lại không thực hiện cái việc đó. Thì cái đó chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều rồi. Thì cái hậu quả thì những ai, đúng không ạ, đã từng tin hoàn toàn vào Mỹ thì đến ngày hôm nay đó chính là hậu quả của 47 năm sau mà các anh luôn ở thế giới thứ ba và các anh nói xấu về tổ quốc, về quê hương mình. Đó là hậu quả của cái việc đó. Và các anh cũng không oán trách gì được ai khi các anh Chào đã lựa Phi chọn vào cái vấn đề mà các anh tin tưởng vào một cái thế lực khác, vào một quốc gia khác. Đấy, người ta hoàn toàn người ta chịu giúp vào mình. Và cái việc các anh thất bại đó là do vấn đề các anh đã lựa chọn, đúng không ạ? Và chính sách của các anh đưa ra nó không phù hợp, thậm chí chưa nói đến vấn đề các anh cái việc quan tâm đến đời sống hay là cư xử của người dân như thế nào. Thì chúng ta xem rất nhiều tư liệu ngày hôm nay chúng ta có thể thấy được. Và cái bài học đó nó của Ukraine ngày hôm nay nó cũng không khác gì của cái chính quyền Ngụy Sài Gòn ngày xưa. Thế nên cái việc hậu quả của các anh ngày hôm nay là các anh phải gánh chịu từ thế hệ cha anh các anh để lại. Thế nên cái việc các anh đáng ra, theo em nghĩ, cái việc các anh nên trách là phải trách nước Mỹ chứ không phải trách gì Đảng Cộng sản Việt Nam cả, đúng không ạ? Cái sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta sinh ra để thống nhất đất nước, để giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị, đúng không ạ? Khỏi phải nô lệ cho một đất nước khác. Đấy, thì cái việc đó là được người dân, đúng không ạ, Việt Nam lựa chọn, và đó là quyền, là ý chí của người dân Việt Nam. Đấy, các anh không có quyền, đúng không ạ, không có quyền bắt chúng tôi phải chọn như thế nào, khi các anh luôn lấy cái tiêu chí tự do, dân chủ, nhân quyền để các anh áp đặt vào nước khác.
Đó là em chia sẻ thêm như vậy thì em cũng cảm ơn và mời anh khách mời mới lên chia sẻ. Em xin phép xuống trước và xin một lần nữa cảm ơn anh Tơ Quang, anh khách mời và cô chú, anh chị trên diễn đàn. Ok, cảm ơn Trung rất là nhiều.